Tỷ phú giàu nhất thế giới Jeff Bezos, mọi quyết định sáng suốt nhất của tôi đều xuất phát từ trái tim. Từ bỏ công việc đáng mơ ước tại phố Wall khi mới 30 tuổi và khởi nghiệp bằng một khoản tiền tích lũy chưa đầy 250.000 USD, Jeff Bezos vừa trở thành tỷ phú đầu tiên trên thế giới có tài sản vượt ngưỡng 200 tỷ USD. Nếu mỗi tháng bạn làm ra được 1 tỷ đồng, thì mất khoảng 372.000 năm, bạn mới tiết kiệm đủ số tiền đó. Còn nếu bạn tiêu 100 tỷ một ngày, thì cố gắng thọ đến 3.720 tuổi, may ra có thể xài hết. Đó thực sự là một khoản tiền khổng lồ. Để đạt được cột mốc lịch sử này, không thể không nhắc tới sự thành công của Amazon. Phần lớn tài sản của tỷ phú 56 tuổi gắn liền với 57 triệu cổ phiếu công ty. Nhìn lại những thành công đã đạt được, Jeff Bezos cho biết đó là nhờ những quyết định sáng suốt nhất trong cả kinh doanh và cuộc sống mà ông đưa ra. Phát biểu tại câu lạc bộ kinh tế Washington DC vào năm 2018, Bezos chia sẻ: "Mọi quyết định sáng suốt nhất của tôi trong công việc lẫn cuộc sống đều xuất phát từ trái tim, trực giác, linh tính, chứ không phải nhờ phân tích các số liệu. Khi có thể đưa ra quyết định bằng sự phân tích, bạn nên làm như vậy. Nhưng rốt cuộc bạn sẽ thấy trong cuộc sống, những quyết định quan trọng nhất luôn được thực hiện bằng bản năng, trực giác và linh cảm của trái tim." Chia sẻ trong lá thư gửi tới cổ đông năm 2018, ông Bezos chia sẻ rằng nếu không có trực giác, Amazon có lẽ đã bỏ lỡ những phát hiện vượt trội mang tới thành công sau này cho công ty. Lạc lối trong kinh doanh được dẫn đường bằng linh cảm, bản lĩnh, trực giác và sự tò mò. Những khám phá vượt bậc rất có thể đến từ sự lạc hướng. Đơn cử, trong buổi nói chuyện First Gala năm 2018, Bezos cho biết quyết định bật đèn xanh cho Amazon Prime đã được đưa ra dựa trên trực giác. Vị tỷ phú 56 tuổi chia sẻ, tất cả người hiểu biết về tài chính, họ không ủng hộ Amazon Prime. Mọi tính toán đều cho thấy nó sẽ là một thảm họa. Vì vậy, nó phải được làm bằng sự gan dạ và sự quyết tâm. Sau này, chính sự gan dạ đó đã đem đến cho Jeff Bezos những thành công để đời. Theo báo cáo quý 4 năm 2019, Amazon đạt hơn 150 triệu người đăng ký Prime trả phí trên toàn cầu. Doanh thu từ dịch vụ đăng ký bao gồm phí thành viên Prime, kênh video không giới hạn và Prime đạt 5,24 tỷ USD trong cùng kỳ. Đầu năm 2020, sự xuất hiện của đại dịch COVID-19 đã khiến kinh tế toàn cầu chao đảo. Tuy nhiên, ngày 31 tháng 7 năm 2020, Amazon thông báo lợi nhuận ròng của tập đoàn này trong quý 2 năm 2020 đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2019 lên 5,2 tỷ USD, từ mức chỉ 2,6 tỷ USD. Đây là kết quả hoạt động được công bố sau khi Amazon đã trừ khoản chi phí 4 tỷ USD bỏ ra để khắc phục các hậu quả liên quan đến dịch COVID-19. Không dừng lại ở đó, Amazon cho biết kể từ tháng 3 năm 2020, họ cũng đã tạo ra thêm 175.000 việc làm mới, trong đó có khoảng 125.000 nhân viên đã được ký hợp đồng chính thức. Amazon cũng đã bỏ ra 500 triệu USD tiền thưởng cho những nhân viên phải làm việc trực tiếp với khách hàng trong mùa dịch. Thật hiếm khi thấy một công ty có thể hoạt động tốt trong một trận đại dịch khiến hàng triệu người thất nghiệp. Tỷ phú Jeff Bezos hiện sở hữu khoảng 11% cổ phần tại Amazon. Số cổ phần này chiếm hơn 90% tài sản của ông. Ông cũng sở hữu tờ Washington Post, công ty hàng không vũ trụ Blue Origin, cạnh tranh với SpaceX của tỷ phú Elon Musk và các khoản đầu tư tư nhân khác.